195 tỷ xây dựng câu lạc bộ thời thơ ấu của Cristiano Ronaldo. Nhắc đến anh 7, người ta sẽ nhắc về Manchester, nhắc về Real Madrid, Juventus hay thậm chí là Anat. Nhưng nhiều người quên rằng anh 7 xuất phát từ Bồ Nha và đội bóng tuổi thơ của anh chính là câu lạc bộ Sporting Lisbon. Ngoài anh 7, Sporting Lisbon còn là cái nôi đào tạo ra rất nhiều huyền thoại bóng đá thế giới như là Pablo Poucher hay là Luis Figo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xây dựng đội bóng này, một team color rất mạnh ở trong tựa game FC Bài Hàn Quốc nhưng dường như đã bị mọi người lãng quên. Chúng ta sẽ đến với bộ đôi trung vệ của team Sporting Lisbon. Anh em có thể lựa chọn xanh rút tiền của một team vào season năm 2024 hay là CB của một Central. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái tên đầu tiên, đó là Frank Rijkaard của VF23, một cái tên OBD chỉ có 121 và đã ra mắt từ rất lâu rồi. Mình sẽ mua Frank Rijkaard ở mức thẻ cộng 5, giá là 12.2 tỷ. Mình cực kỳ tin tưởng vào Frank Rijkaard trong bất cứ mùa thẻ nào, và đây là một cái tên luôn luôn mang lại cho tất cả các huấn luyện viên sự yên tâm. Người đã cặp cùng Frank Rijkaard sẽ là một cái tên có phong độ cực kỳ cao tại kỳ Euro năm nay, nhưng tiếc là lại bị cấm thi đấu, không ai khác đó là Demiro, CB trung vệ của đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Anh em nhìn thấy Demiro cao 1m90, có xoạc bóng và đánh đầu mạnh, skill box siêu đẹp như thế này. Giá trị của Demiro cộng 5 chỉ rơi khoảng tầm hơi 9 tỷ mà thôi. Mình sẽ đi bùi thật nhanh để có thể trải nghiệm cho anh em xem team Sporting Lisbon sẽ mạnh như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển sang vị trí hậu vệ cánh phải. Đây là Pedro Porro, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, nhưng trước đó anh trưởng thành và phát triển trong màu áo của Sporting Lisbon. Ngoài ra một cái tên sẽ khiến nhiều anh em cảm thấy bất ngờ, Hector Bellerin của mùa Rula Breaker. Người ta nhắc cái Hector Bellerin, người ta sẽ nhắc đến luôn là Arsenal. Hậu vệ cánh phải sinh năm 1995 từng nổi đình nổi đám với tốc độ và khả năng càn lướt của mình, nhưng bây giờ thì anh đã quá trồi sụt rồi. Pedro Porro sẽ là cái tên được lựa chọn với mùa River 24 không có mini fade. Dù không có mini fade nhưng chất lượng cầu thủ nó không giảm nha anh em. Không có chuyện là không có mini fade là phế, anh em đừng nghe những câu chuyện như vậy. Chúng ta sẽ chuyển sang bên phía cánh đối diện, hậu vệ cánh trái. Cái tên được lựa chọn sẽ là Nuno Mendes của một team giải season năm 2023. Không có gì để chê Nuno Mendes của mùa này cả, khi mà cầu thủ này đã có thêm chỉ số ẩn, đó chính là siêu cản phá, tốc độ và khả năng càn lướt chính là điểm mạnh của Nuno Mendes. Khả năng phòng ngự thì mình đánh giá là mức tạm ổn thôi. Chuyển sang bộ ba hàng tiền vệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu vị trí CDM. Team Sporting Lisbon có một CDM mình phải đánh giá là cực kỳ chất lượng với sự xuất hiện của Parhinha, tân binh của câu lạc bộ Bayern Munich. Parhinha đã chuyển từ Fulham sang Bayern Munich và cầu thủ này cao đến 1m90, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì còn gì để mà chê. Mùa Euro của Parhinha cũng rất rẻ, mức thẻ cộng 5 cũng chỉ có 22.8 tỷ thôi. Hai chỉ số ẩn là xoạc bóng và truyền ra, skillbot còn có cả bút tốc. Chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn ở Parhinha nữa và mình quyết định xuống tiền 22 tỷ cho Parhinha. Bộ đôi tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ chia bài ngày hôm nay, đó chính là cái tên Bruno Fernandes. Bruno cũng từng khoác áo của Sporting Lisbon, sau đó chuyển sang Manchester nha anh em. Người đã cặp cùng Bruno sẽ là con hàng Matheus Nunes của Manchester City. Matheus Nunes gia nhập Manchester City với cái giá tương đối cao nhưng lại rất mờ nhạt bên cạnh những Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay là Matteo Kovacic. Bộ ba hàng tiền vệ toàn những người Bồ Đào Nha và đây cũng không có gì là bất ngờ khi Sporting Lisbon cũng là một đội bóng giàu thành tích, giàu truyền thống tại quốc gia này. Chuyển đến bộ ba tấn công, ở vị trí tiền đạo cánh trái chúng ta có một cái tên cũng đã từng làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam không ai khác, đó chính là Luis Nani. Thời Luis Nani còn trẻ, thời Cristiano Ronaldo còn trẻ, đã có lúc người ta đánh giá rằng Luis Nani còn đẳng cấp hơn cả Cristiano Ronaldo. Nhưng mà sau đó con đường phát triển của Luis Nani và Ronaldo đã hoàn toàn khác nhau. Đến bây giờ thì Luis Nani có một team the season năm 2024 mình đánh giá là cực kỳ chất lượng ở trong game này. Vị trí tiền đạo cánh phải sẽ thuộc về con hàng Rafinha, cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Barcelona và đang có những đồn đoán rằng Barcelona muốn đẩy Rafinha ra đi. Chúng ta có thể thấy rằng Rafinha của một team the season năm 2023 vẫn là cái tên cực kỳ để lại nhiều ấn tượng trong lòng người chơi từ game FC Bài Hàn Quốc và kể cả mình cũng vậy. Chuyển đến vị trí tiền đạo cắm và vị trí này không cần phải xem, mặc định thuộc về Cristiano Ronaldo. Bây giờ chúng ta chỉ phân vân giữa Ronaldo của mùa World Cup, Ronaldo của mùa River.
Hiện tại thì mình đang xem phiên bản Rondo của một team The Season năm 2022, tức là đã ra được hơn 2 năm rồi. Và bây giờ nhé, anh em muốn mua rô này ít nhất anh em phải bỏ ra 200 tỷ để mua cộng 5. Thì anh em có thể thấy rằng độ hot của một ngôi sao là như thế nào. Nếu mà chúng ta có một chút tiền nữa, chúng ta có thể mua Rondo Team The Season năm 2024. Ngày hôm nay có lẽ mình sẽ lựa chọn con hàng Ronaldo của mùa River với skill mặc định rất giống anh 7 ngoài đời, skill bot đỏ chói. Và vị trí cuối cùng sẽ là vị trí thủ môn. Rất may Team Sporting Lisbon có một thủ môn ở trong game này, order lên 122 của một Centurion. Không ai khác đó chính là Adan Garrido. Cầu thủ này mình sẽ mua mức thẻ cộng 5, mình chỉ mua min thôi. Hiện tại thì đang có sự kiện nên những cầu thủ cộng 5 mình nghĩ rằng cũng rất là dễ mua. Sau một khoảng thời gian đi chợ thì mình đã hoàn thành team color của câu lạc bộ Sporting Lisbon, nhìn cực kỳ lực và mình cũng chưa tìm ra điểm yếu của team này đâu cả. Chúng ta có 200 tỷ và xây dựng được đội bóng thời thiếu niên, thời mà Cristiano Ronaldo bắt đầu với trái bóng tròn, anh em liệu rằng cảm thấy có xứng đáng hay không? Và xin mời tất cả anh em, xin mời tất cả quý vị khán giả và các bạn đến với sân vận động Jose Alvalade để sân nhà câu lạc bộ Sporting Lisbon để theo dõi trận thi đấu giữa đội chủ nhà Sporting Lisbon và tiếp đón đội bóng đến từ châu Á, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Nhìn qua sơ đồ xuất phát của cầu thủ K7 ngày hôm nay, chúng ta không sợ gì, chỉ sợ handicap thôi. Những pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ đội chủ nhà Sporting Lisbon và ngay lập tức đã chuyền hỏng. Phanh đoài cạp đã băng cắt nhưng không thành công. Giật may ngay sau đó đã có người về hỗ trợ cho sai lầm của đồng đội. Bóng tiếp tục xuất phát bên phía hành lang cánh phải. Đây là cầu thủ bên phía của K7, người vừa có tình huống chạm bóng là rút gối lên. Tiếp tục là cầu thủ đội khách, một tình huống xuống bóng cực kỳ nguy hiểm của cầu thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Bóng đã được giật lại và chuyền sang ngang dành cho Son Heung-min. Quá đơn giản với tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Một tình huống ra chân không cần đà vào phút thứ 23 của trận đấu, tỷ số là 1-0 và cầu thủ K7 là đội vừa lên dẫn trước, một tỷ số cực kỳ bất ngờ trên đầu Jose Alvalade ngày hôm nay. Tiếp tục là những tình huống loạng choạng cầu thủ đội chủ nhà, không hiểu sao với một đội hình chất lượng hơn cầu thủ Sporting Lisbon họ lại có một thế trận tối đến như vậy. Người vừa có pha phạm lỗi có lẽ là Demiro, cầu thủ mình đặt cực kỳ nhiều niềm tin ở hàng phòng ngự bên cạnh Frank Rijkaard trong ngày hôm nay. Bóng đang trong chân của cầu thủ bên phía K7 và lần này Ruud Gullit đã đánh chặn thành công. Đây là Cristiano Ronaldo, tình huống 2-2, pha chọc khe quá hay dành cho Luis Dani. Thủ môn của đội khách đã không lao lên và chắc chắn tỷ số sẽ được phân bình ở tình huống này. Ngay sau bàn thắng của Son Heung-min, Luis Dani và Cristiano Ronaldo trong lần gặp lại nhau, lần gần nhất hai cầu thủ này thi đấu cùng nhau là khi họ cùng thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester và họ cùng lên tuyển đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Nhắc đến bộ đôi Luis Dani, nhắc đến bộ đôi Cristiano Ronaldo sẽ làm cho người hâm mộ không chỉ là fan câu lạc bộ Manchester mà tất cả fan bóng đá sẽ cảm thấy cực kỳ hào hứng. Đây là Cristiano Ronaldo rất bình tĩnh. Tốc độ của Cristiano Ronaldo fake shot, skill mạc định và tỷ số là 2-1. Chúng ta đã thấy được sự khủng khiếp của Cristiano Ronaldo mùa River 24, một kiến tạo và một bàn thắng cho lúc này. Sau những phút đầu tiên để mất thế trận vào cầu thủ đội khách đến từ châu Á, cầu thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, đến lúc này thì Sporting Lisbon họ đã có 2 bàn gỡ và trận đấu còn tận 50 phút nữa cho những nỗ lực của cầu thủ đến từ đội bóng xứ Kim Chỉ hoặc là cầu thủ bên phía Sporting Lisbon. Những ngôi sao của họ như là Paiña, như là Bruno Fernandes sẽ có cơ hội được thể hiện mình. Một tình huống không chiến thành công của cầu thủ bên phía K7 ngày hôm nay thì thể hình cầu thủ K7 cũng không hề thua kém, thậm chí có thể nói là nhỉnh hơn so với cầu thủ Sporting Lisbon. Và ngay lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Thời tiết ngày hôm nay quá ủng hộ, một thời tiết quá đẹp trên sân vận động Jose Alcalade. Hiệp 2, hai đội đổi sân và cầu thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc là đội được giao bóng trước. Có lẽ là đội bóng này sẽ tràn lên và họ hy vọng sẽ rời Sporting Lisbon với một trận đấu ít nhất là với một kết quả hòa. Một tình huống chuyền bóng của Nuno Mendes, sau đó Luis Nani đã đẩy bóng vào giữa, khoảng trống trước mặt là mênh mông, làm gì đây? Fake shot, tiếp tục là fake shot đến từ cầu. Cực kỳ khó hiểu cho pha xử lý này của cầu thủ bên phía Sporting Lisbon. Tiếp tục là một pha dứt điểm từ xa và bóng lần này đã không thể đi vào lưới. Sự xuất sắc của thủ thành bên phía đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã từ chối một bàn thắng cho đội chủ nhà. Một pha đá phạt góc đánh đầu,
Tiếp tục là pha đánh đầu, thủ môn đội khách đã nằm trong pháo này nhưng mà cầu thủ của Sporting Lisbon lại đánh đầu ra ngoài. Những áp lực khủng khiếp mà cầu thủ đội chủ nhà dành tặng cho đội KF7. Và đến lúc này thì chúng ta không còn hoài nghi gì về chất lượng của những cầu thủ đã được đưa về sân Jose Alvalade trong ngày hôm nay. Một tình huống pháo lên trên và đây là Luis Nani đã qua người. Tiếp tục là pha xử lý của Luis Nani. Cầu thủ cây bay họ đã không phi vào nữa, đang định bắt bài Luis Nani và ghim chân. Trời ơi, thực sự với những pha xử lý như này thì tôi không có điều gì để chê Luis Nani nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là hàng phòng ngự của cầu thủ cây bay họ dường như là chịu trận trước tình huống dứt điểm của Luis Nani. Và xoạc bóng này thì làm sao mà có thể ngăn cản được một tình huống dứt điểm đẳng cấp của một chân chạy cánh đã từng làm mưa làm gió bóng đá châu Âu. Cầu thủ bên phía đội tuyển quốc gia Hàn Quốc họ đã không có cách nào để có thể tìm thấy khung thành của Adan. Nhưng mà trong hiệp 2 này họ đã thua thêm một bàn nữa và tiếp tục phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cầu thủ đội chủ nhà Sporting Lisbon. Một tình huống chuyền bóng hơi mạnh có lẽ là đến từ anh tôi Cristiano Ronaldo. Đây là Rafinha. Rafinha ngày hôm nay chưa thể hiện được quá nhiều giống như Luis Nani. Rồi lại là power shot. Những tình huống liên tục nhầm giữa ZD và power shot. Chúng ta thấy rằng rất đáng tiếc cho những tình huống sút xa của cầu thủ Sporting Lisbon ở hiệp 2 này. Đánh đầu, bóng lần này đã được phá ra ngoài. Một tình huống fake shot tiếp theo và không được rồi. Tình huống dứt điểm này lại hơi nhẹ. Cầu thủ Sporting Lisbon đã xuống thể lực rất nhiều khi liên tiếp có những tình huống ra dấu hiệu thay người. Nhưng mà huấn luyện viên vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng 11 cầu thủ trên sân ngày hôm nay. Nếu anh em bồi team Sporting Lisbon, anh em sẽ có thể tham khảo nhiều con hàng khác như là Rafael Leao, như Luis Figo hay là Pablo Filho. Một tình huống chọc khe quá hay dành cho Luis Nani. Nani đã qua người thành công Luis Nani. Tiếp tục là Luis Nani. Nani suýt chút nữa đã có một siêu phẩm, một tình huống ghim chân tiếp theo. Nhưng lần này thì cao hậu vệ bên phía của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc họ đã tỉnh táo hơn. Đây là Frank Rijkaard. Rijkaard ngày hôm nay đã thi đấu quá tốt và chúng ta không thể đếm được là Frank Rijkaard đã đánh chặn thành công bao nhiêu lần. Ronaldo đã bị phạm lỗi trong một tình huống rất thô. Chúng ta được hưởng một tình huống đá phạt ở cự ly khoảng 35m. Và người đứng trước tình huống đá phạt này không phải là anh tôi mà lại là Luis Nani. Hàng rào của cầu thủ bên phía KFA đã bị cảnh cáo và đây là Luis Nani. Ngày hôm nay người ta sẽ không nhắc về Cristiano Ronaldo mà người ta sẽ nhắc về cú hat-trick quá đẳng cấp của Luis Nani. Chúng ta một lần nữa phải xem lại siêu phẩm này. Ngày hôm nay những bàn thắng của Luis Nani luôn luôn khiến cho mình cảm thấy quá vui và đều muốn xem lại tất cả những pha ghi bàn thành bàn của chân chạy này. Tỷ số đã là 4-1 và hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Nhưng nỗ lực của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cho lúc này có lẽ sẽ không đủ nữa. Luis Nani vẫn đang tiếp tục muốn chuyền bóng dành cho Cristiano Ronaldo. Nhưng ngay lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Anh em đánh giá như nào về team Sporting Lisbon này? Cùng cho mình ý kiến ở bên dưới nhà. Cảm ơn anh em rất nhiều.